xong rồi á là ba mẹ bệnh, là coi như em chăm lo cho ba mẹ rồi, xong rồi thì đến bây giờ, tới bây giờ luôn, ba mẹ mất rồi em mới nghĩ tới mình. Trời ơi, vậy hả? Có nghĩa là chị hy sinh cả một cái tuổi thanh xuân của mình cho gia đình, đúng không? Dạ. Cho ba mẹ, chăm sóc các cụ. Lúc đó thì em nuôi bà ngoại nữa, rồi sau đó thì bây giờ là nuôi ông anh nữa. Làm như là mình đang rảnh á, có nghĩa là mình không có người để mình chăm sóc những người thân của mình. Cái chữ hiếu á, lúc nào người ta cũng đặt trên hàng đầu. Cho nên ví dụ như em có quá hiếu á, thì anh cũng có gì anh bỏ quá cho em. Mời nhà trai. Dạ. Dạ chào chào anh ạ. Dạ. Em chào chị ạ. Linh ơi, mời đàn gái giới thiệu trước đi. Xin để chị bên mình giới thiệu trước đi chị ha. Dạ, lời đầu tiên cho em được phép chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh với toàn thể trường quay của chúng ta, những người xem đài. Dạ. Sau đó thì cho em được chào anh bạn chung vách của em. Em tên là Lê Ngọc Quang, rồi em làm việc ở trung tâm thể dục thể thao của phường. Dạ. Dạ, năm nay mắc cỡ quá. Đâu sao đâu chị, đâu có. Dạ, năm nay em được 55 cái xuân xanh. Ồ. Cho nên ế 55 năm rồi. Dạ, em chào chị. Đúng rồi, vậy là em phải gọi chị là chào chị. Chào chị bên nhà gái. Rồi, xin mời anh bên nhà trai ạ. À. Dạ, mời anh ạ. À. Trước tiên, mình xin chúc hai thành viên dẫn chương trình Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Và cùng tất cả các thành viên trong hội trường và đặc biệt thành viên nữ bên màn che bên kia. Mình tên là Nguyễn Như Triệu, 63 tuổi, đã công tác ngành dược phẩm của nước ngoài 25 năm và hiện nay đang công tác ngành dược phẩm của Việt Nam mình ở khu công nghiệp Phước, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. À, quận 7. Dạ. Chị ơi, chị cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi chị. Dạ, khuyết điểm của em á là coi như nóng tính nhưng mà dễ nguội. Và cái thứ hai nữa là dễ mũi lòng lắm. Mà ai ghẹo chút xíu á là khóc, nhưng mà điều rồi cũng mau nín nữa. Y như là lúc mà chuẩn bị khóc thì chuẩn bị nín cũng nhanh. Cho nên cái đó là có gọi là khuyết điểm không anh Linh? Không, cái đó không phải là khuyết điểm, mà cái đó là một cái cá tính riêng của mỗi người. Tại vì cái cảm xúc thì mình không thể nói nó là khuyết điểm được chị. Dạ. Và xin mời nhà trai ạ. Điểm mạnh của Như Triệu á, thì nói chung cũng có cái là hòa đồng, và trong cái cuộc sống mình cũng phải học hỏi với mọi người. Và đặc biệt là có cái là hay đam mê thể thao. Anh chơi môn gì anh? Và luôn luôn chơi có một môn duy nhất thôi là cái môn tennis. Sau khi chơi cái môn này thì cách nay 25 năm là bỏ thuốc lá luôn. À, rồi. Tốt rồi đó. Còn cà phê là hoàn toàn không có. Rượu cũng không có, bia thì có. Dạ. Cái đó là cái sự xã giao của dạ, cái người rồi. Phái nam như dạ. Thế. Dạ. Thì cái điểm yếu thì nó có cái như hơi lười biếng, nhưng mà có cái tác động của gia đình hay là cho người xung quanh đó tác động vô thì mình xin trở lại. Xin đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên được không ạ? Dạ được. Em á thì nói chung á là hồi trẻ trâu á là có quen một bạn học. Quen là chỉ là cái thuở ban đầu thôi, mới nhìn nhau rồi thích thôi, chứ cũng chưa gọi là yêu. Rồi lần hai á, thì có yêu một anh công an, nhưng mà sau đó thì hai đứa không hợp thì chia tay. Bao lâu chị? Chưa bao lâu? Dạ 4 năm. 4 năm? Dạ. Trời. Nhưng mà cũng thú thật với lại chị Vân với lại anh Linh nha. Trong 4 năm đó, hai đứa chỉ nắm tay thôi chứ không dám làm gì hết. Không tiến xa hơn luôn. Dạ, có nghĩa là cái thời điểm của mình và chị Hồng Vân á là ba mẹ rất là khó. Đúng rồi. Ví dụ như mình nói chẳng hạn như vậy nè, mẹ nói trước khi mẹ bị đi với anh trai đấy á là phải giữ mình, đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nha con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Thế là sợ quá, cứ hễ anh đứng bên này là mình, anh đứng bên này thì mình cứ nhảy qua bên kia, anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi, cách xa nhau. Rồi sau đó thì sao chị? Sau đó chị có yêu ai nữa không? Dạ, nói chung là thời điểm đó rồi á, em đi vào xí nghiệp rồi, xong rồi á là ba mẹ bệnh, là coi như em chăm lo cho ba mẹ rồi, xong rồi thì đến bây giờ, tới bây giờ luôn, ba mẹ mất rồi em mới nghĩ tới mình. Trời ơi, vậy hả? Có nghĩa là chị hy sinh cả một cái tuổi thanh xuân của mình cho gia đình, đúng không? Dạ. Cho ba mẹ, chăm sóc các cụ. Lúc đó thì em nuôi bà ngoại nữa.
Rồi sau đó thì bây giờ là nuôi ông anh nữa. Làm như là mình đang rảnh á, có nghĩa là mình không có người để mình chăm sóc, mình chăm sóc những người thân của mình. Ồ vậy hả? Dạ. Trời ơi, vậy là cái bà chị tôi á, là tặng riêng cho chị được luôn. Đúng rồi đó, nghe bình thằng gái thấy cảm xúc quá nha. Anh thấy sao anh? Chưa có người yêu luôn á. Còn chẳng phải nó kiên trì quá. Dạ, kiên trì coi như. Thì cái điều đó thì cái đó là cũng là điều rất là... Vâng, chào Hồng Vân em. Dạ, em chào anh ạ. Thì cái đó là cái điều mà cũng may mắn cho mình luôn. Dạ. Thực sự thì em nghe câu chuyện của chị bên đây em xúc động quá. Tốt. Em nghĩ là những người làm như vậy là thực sự chỉ có những người phụ nữ cực kỳ nhân hậu. Can đảm. Can đảm và nhân hậu nữa. Tại vì họ làm bằng trái tim, họ làm bằng sự tự nguyện, chứ không ai ép buộc họ hết. Cảm ơn. Anh có thể chia sẻ chút xíu cái đường tình duyên cho bạn gái nghe đi anh. Nói chung Duy Triệu thì có gia đình. Bà xã thì mới mất năm 2018 và có hai đứa con. Hiện nay ở nhà chỉ có hai đứa con và Dư Triệu mà thôi. Tức là ba người trong gia đình. Ba cha con. Dạ, ba cha con. Dạ. Bây giờ thì anh cũng có thể bước nữa để tìm người tri kỷ, tri âm cho một cái chặng đường sắp tới để có thể chăm sóc nhau, chia sẻ yêu thương lẫn nhau. Linh thấy đây cũng là câu chuyện cũng hay đó. Dạ. Chào chị. Chào Huyền Linh. Dạ. Chừng cái nửa mảnh ghép của chị còn đâu đâu đó. Bây giờ chúng tôi đã mời đến đây rồi. Nửa mảnh ghép gần như ngồi sát bên đây rồi. Bây giờ trong đầu chị nghĩ là nửa mảnh ghép của chị là một người hình tượng như thế nào? Nói chung là cái hình tượng thì nó không quan trọng lắm. Nhưng mà điều cũng dễ dễ nhìn chút xíu là anh ấy ví dụ như đi ra đường thì mọi người khi nắm tay mình thì anh ấy là sẽ là người vững chãi hơn tí, khỏe mạnh hơn tí, để có gì khi mình ngã đó thì anh ấy nâng. Dạ. Rồi ví dụ như anh ấy không cần phải là đẹp trai, tại vì bây giờ mình còn sắc dốc gì nữa để mà đẹp, nhưng anh ấy cũng phải ngoại hình cũng nhìn dễ nhìn tí xíu. Được, đừng được lắm á chị. Rồi anh trai, anh muốn cảm nhận một nửa mảnh ghép cùng với anh đi suốt cuộc đời còn lại là như thế nào? Nói chung thì Duy Triệu chỉ có cái rất là đơn thuần và đơn giản nhất là nhìn với cái người phụ nữ có cái hậu và cái gọi là nhân văn cho cái đường sau này giữa mình đi như thế. Quá có hậu, quá nhân văn. Dạ, cái điều đó là may mắn nhất. Dạ, tôi nghĩ rằng hôm nay là hai người nãy giờ trò chuyện chúng ta cảm nhận được cái sự kết hợp của hai người cũng khá là hợp lý. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Chị đi với ai vậy chị? Dạ. Em đi với dì thứ bảy cũng như là giờ đang kêu má bảy. Rồi cảm ơn chị cứ ngồi đi. Chào má bảy. Chào chú Quyền Linh với chị cô Hồng Vân. Dạ chào chị. Chào với chào tất cả ở trường quay. Tôi là dì thứ bảy, dì ruột của Ngọc Quang. Dì là dì. Dì ruột. Dì ruột của Ngọc Quang là em của mẹ nó. Tôi đến đây không có gì hơn, cháu tôi thì nó cũng hơi lớn tuổi, nhưng mà hồi nào giờ thì nó cũng kén gì lắm chứ không phải đến đổi mà ấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà trường hợp mà nó do nó, Quyền lựa chọn là nó thôi. Dạ, vì thấy đàn trai sao, thấy cảm nhận có hợp với đàn gái không? Đó tùy hai đứa. Thì không có can thiệp ha? Không can thiệp. Dạ, ủng hộ nhưng mà gì ủng hộ không? Thôi chứ không can thiệp. Rồi ủng hộ được rồi, cảm ơn gì. Anh đi với ai anh trai? Xin nói với tất cả các thành viên đi với gia đình là anh ruột người thứ tư. Vâng, và ông anh trước cửa nhà. Đây là anh ruột người thứ tư. Dạ. Xin chào MC Huỳnh Linh với xin chào MC Hồng Vân. Dạ. Tôi là anh của bên đàn trai. Theo anh á Triệu, anh thấy bên cô gái á xinh xinh. Dạ. Cao. Có vẻ là lanh lợi nha, anh cảm thấy là lanh lợi. Không biết rằng hai em có tiến xa với nhau hay không. Dạ. Nhưng anh cũng xin chúc mừng trước thôi. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ, chào anh. Thì tôi báo cáo với này các anh các chị cùng toàn thể hội trường. Tôi thì ở đối diện với nhà anh Triệu. Thế thì cũng điều là không may mắn là vợ anh Triệu thì cũng chia tay gia đình để ra đi cái đi 2 năm rồi. Thế thì thực lòng đó mà nói tôi rất thương anh Triệu vì anh là người rất hiền lành. Tôi cũng có ý định là mai mối cho anh Triệu mấy cô rồi. Thế nhưng mà thực tâm ra mà nói là cái đồng cảm thì là nó chưa gặp may mắn. Thế hôm nay cũng chương trình đưa anh Triệu và chị Quang. Thì qua cái trao đổi thì tôi có cái cảm nhận thế này. Anh Triệu và chị Quang nói chung là cái tuổi thì không phải là còn thanh niên nữa. Phải không ạ? Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là anh Triệu có hai đứa con, một đứa con trai và đứa con gái. Có một đứa cháu. Thế nhưng mà hầu như là con của anh ấy là ngày đi làm hết. Thế thì lúc khỏe đã vậy, nhưng mà cái lúc ốm đau thì anh Triệu chỉ có một thân mình thôi.
cũng rất là buồn và tội nghiệp cho anh ấy. Thế còn chị Quang thì đương nhiên là cái thời chị Kỳ Son trẻ thì chị có cái kén chọn. Nhưng mà bây giờ tuổi của chị thì cũng vào cái tầm tuổi gọi là ngoài 50 rồi. Tôi nghĩ là hai anh chị nên chung lại với nhau, tức là góp cơm chung để có cái nương tựa để chăm no cái tuổi về già, thì tôi nghĩ là rất hạnh phúc. Và bản thân tôi ở khu xóm thì có thêm một người bạn là về cùng với khu xóm. Mà anh Triệu thì với chị Quang thì động viên nhau trong cuộc sống. Mà cũng đấy là cái mong muốn không riêng của anh Triệu và đối với lại khu xóm chúng tôi. Thế cũng rất là chân thành cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân đã dẫn chương trình và tạo cho anh Triệu và chị Quang này gặp lại nhau. Và tôi cũng mong muốn là anh Triệu với chị Quang sẽ ngày gần nhất đây sẽ về với nhau để khu xóm chúng tôi chung vui cùng với anh Triệu và chị Quang. Xin đẹp. Cảm ơn anh. Bây giờ thì mình mở rào cho anh chị gặp mặt đi nha. Đây. Mở rào. Bắt đầu anh Triệu nha. Có anh. Chào em. Dạ chào anh. Anh có món quà gửi cho em. Dạ em cũng có món quà để gửi anh. Rồi, rất cảm ơn nhiều. Rồi, xin mời. Cho anh để lên bàn cái ha. Mở quà đi chị. Là cái gì đó ạ? Cái này cà vạt anh. À, đây bộ là, khăn. Đây là bộ khăn. Bộ để khăn. Em về mỗi lần mà em sử dụng á. Sử dụng á em nhớ cái ảnh. Rồi, còn, cảm ơn. Ủa bệnh là gì vậy anh Triệu? Cái này cái cà vạt. Cà vạt. Cà vạt. Chị đeo cho ảnh chị. Gì hả? Anh cầm. Có đây, có đây. Cà vạt màu gì vậy Vân? Cà vạt màu xanh cơ. Xanh hả? Hai người này về chăm sóc với nhau chắc đã lắm à. Cảm ơn Quyền Linh nhiều. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, mình cảm nhận về nhau đi anh chị. Thì cái điều mà may mắn là đối với anh thì có được cái niềm an ủi của em. Dạ. Thì điều đó là cuộc sống của anh cũng mừng. Dạ. Và nhất là về vấn đề mình sống phải có cái nhân văn xíu. Với cái hậu, cái phúc hậu của mình nữa. Dạ. Dạ. Nói chung là em thì không phải tự em hoàn chỉnh em. Dạ. Thì em bây giờ sẵn chương trình, em sẽ cảm ơn trước tiên là cô giáo em. Rồi sau đó là ba mẹ đã sanh ra em. Dạ. Và những người bạn đi cùng em. Dạ, cảm ơn. Em xin lỗi chương trình, em hơi xúc động. Em thấy vậy nè chị, để bỏ mình bớt đi cái cảm xúc xúc động này đi, mình hát bài đúng cái sở trường sở đoạn của chị đi chị. Cái này cũng xin lỗi. Cũng không phải là hay là cái gì, nhưng mà kiểu như là cái bài này nó đi sâu vào lòng em. Dạ, bài này là bài Hoa 10 giờ. Hôm chia tay chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến. Hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nở, anh sẽ đến thăm em. Em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Anh, dạ, anh chị ơn. Hát tặng lại chị đi. Nói chung thì anh cũng hát em. Dạ. Một bài hát ngắn. Dạ. Và bài hát đó là tiếng nước ngoài, tiếng. Dạ. Pháp. Thì để anh xin hát một đoạn, một khúc. Dạ. Thôi. Dạ. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Hát rồi nè. Cái bài này em biết nè. Sẽ hát lên ha. Bài này hát nói lên. Về bài hát tình yêu đấy. Hát lên về tình yêu đó. Em biết bài này. Bài nổi tiếng luôn. Rồi, cảm ơn. Bây giờ anh chị đã gặp nhau rồi. Dạ, cảm ơn. Có cảm xúc rồi. Mình nói luôn đi anh. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình dự định tương lai mình góp gạo thổi chung đó. Thổi cơm chung chứ thổi chung là thổi gì? Thổi cơm chung chứ thổi chung là thổi gì? Góp gạo thổi cơm chung. Ừ, chuyện của người ta mà mình rung là sao? Để làm bên đây nó khớp tinh thần nữa. Em trường hợp như thế này, trong cái cuộc sống sắp tới thì cái tâm trạng của em
là như thế nào để anh có anh cái anh đáp ứng theo? Dạ. À, nói chung á là hồi nào giờ á em cũng nói thật ra là em sống một mình á cũng có cái quen, nhưng mà điều á là em thấy nó có gì thiếu cho nên á là em muốn bù đắp cái thiếu đó vô. À. Nhưng mà giờ em không biết là có phải là trời đã đưa cái thiếu gần lại gần em rồi, chưa. Còn cái chuyện về em á thì em cũng xin nói thẳng với anh á là khi mà ví dụ như á chúng ta góp gạo nấu cơm chung thì em cũng xin anh vậy nè, cái chữ hiếu á lúc nào người ta cũng đặt trên hàng đầu, cho nên ví dụ như em có quá hiếu á thì anh cũng có gì anh bỏ quá cho em. Còn nếu mà thổi cơm chung á mà mình phải xin trước, chứ nếu không xin á thì không được. Cho nên á là em chỉ yêu cầu nhiêu đó thôi. Phần anh bây giờ anh cũng nói rõ cho em biết là những gì, cái quan niệm suy nghĩ của em sống như thế nào thì hoàn toàn anh không can thiệp sâu vào cái điện đó. Và tiếp tục những cái gì mà mình còn đang làm lúc trước tới bây giờ vẫn tiếp tục làm luôn, không có ngại ngùng như đó. Rồi em còn cái này nữa. À, một cái. Ví dụ như em á là nếu mà nói là người của công chúng thì không có đúng, mà kiểu là người của xã hội. Em rất tham gia nhiều cái coi như là cái hội này hội kia. Vâng. Thì ví dụ như chúng ta đến với nhau thì anh có thể nào anh nới nã anh cho em đi tham gia hội hè này kia, tức là chứ đừng có bó buộc em vào cái tình cảm không thì mở rộng ra cho đi sinh hoạt các bạn. Dạ, yes. Ok, không sao hết. Cái người mà sinh hoạt như em vậy đó nó có cái tâm trạng thoải mái hơn nữa, mà lúc đó mình thấy cái người phụ nữ đó họ có những cái hoạt bát thêm. Bây giờ thì em cũng nói là hồi nãy giờ rồi, em okay. Có tí chút cảm tình với ảnh. Có. Nói chung có rồi. Nhưng mà rất cũng... cảm ơn em. Dạ. Nhưng mà về á, em nói anh nghe, ví dụ như anh có góp gạo với em á, nấu cơm chung á, anh nói tiếng Việt Nam giùm em ấy, anh đừng nói tiếng Pháp, em nghe em không hiểu. Đúng cái ra đó là... em yêu cầu cái đó có quá đáng không anh? Không có gì đâu, tại vì anh làm công ty nước ngoài anh quen rồi, anh vẫn nói tiếng Việt được mà, không lẽ hai người anh nói tiếng Pháp. Anh Linh ơi, rủi gì á, ví dụ như em nghe lóng thoáng được á, cái tiếng Anh á là I love, còn ảnh á anh tiếng Pháp, anh nói gì em cũng không biết, ảnh có love em không. Rồi bây giờ thế này anh chị, mình để tay mình nút bấm đi, rồi mình quyết định đưa ra quyết định của mình. Rồi, để tay vào đây anh trai, đây được không? Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, chúng ta đang đối diện với người thân của mình, thành ra là mình cứ theo con tim mách bảo đi, vậy đi. Con tim nó nói bấm là bấm. Ừ. Đơn giản như vậy. Đếm đi Linh ơi, để hồi hộp quá. Đếm đi. Rồi đếm đến 3 là anh chị cháu nó cũng muốn mình bấm đó. Anh chị quyết định nghe. 1, 2 và 3. Chúc mừng. Anh chị nắm tay đi. Ở trong sân khấu hội trường này ai cũng vui cả, bởi vì thật sự người ta cũng muốn tác hợp giữa anh chị với nhau, những trái tim còn cô đơn trong cuộc sống hiện đại thế này anh chị nha. Yeah. Rồi bây giờ mình hỏi gì thì cho phép không xin lỗi dạ gì bảy gì bảy bảy má bảy đó má bảy cho Dư Triệu Hung bạn gái ngoan một cái. Chấp nhận nó gật đầu được kìa, má bảy gật rồi. Chắc về, về đây khỏi gội đầu á, để cái này riêng đó, thấy chưa, thấy riêng dáng kìa không, không có gội đầu nữa. Chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị một món quà đó. Rồi, cảm ơn chương trình. Rồi đây, mình... còn đây là quà của anh tặng cho chị nè. Ơn. Rồi, chào. Từ từ, từ xin chào. Từ từ. Rồi, sẽ tới. Xin em, từ từ, được lắm. Trời cầm ơi, rồi. Ước gì đám cưới họ mời mình ta. Cưng quá ha. Nói chung là hôm nay là tôi với ông làm như hạp màu đỏ hay sao á. Ủa vậy hả? Một cặp trẻ, một cặp đã lớn tuổi, và họ dường như là khi mà mở rào ra một cái giống như họ gặp nhau từ tiền kiếp rồi hay sao. Trời ơi, 30 năm chưa có cần gì tới mình luôn á. Ờ, đúng không? Được rồi. Là em phải theo trend thì em sẽ không bao giờ hận cô ấy. Người yêu chửi 4 ngày 4 đêm, chửi xối xả 4 tiếng đồng hồ. Tìm một người phụ nữ thứ nhất là phải cao. Cao? Ờ, cao. Tại em thích cái dáng như người giống như siêu mẫu vậy đó. À, tức là cái người phụ nữ nhỏ con thì đối với em không cân xứng, tức là em thích người phụ nữ cao. Thứ hai là cái người phụ nữ đó là phải chững chạc. Could you introduce yourself in 1 minute please? Không em, anh không cần tiếng Anh em. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Ngó qua hàng rào thấy bên đó cao quá,
mời nhà gái. Chào cô gái. Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh à. Em xin chào chị Ngọc Lan à. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Sang. Em năm nay 33 tuổi, tuổi Tỵ. Em đến từ thành phố Trà Vinh à. Em làm công việc gì? Dạ, hiện giờ em đang làm việc là kinh doanh tự do à. Cái ngành mắt kính thời trang á. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Mỹ Ngọc, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là giáo viên dạy tiếng Anh ở trung tâm toán trí tuệ. Là em từ Cần Thơ lên đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi. Rất dạ. Hai bạn đều ở miền Tây, Nam Bộ hết ha. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Là trời phú cho em nhé. Thứ nhất là cái khả năng quan sát nhạy bén vấn đề. Cái thứ hai là em có thể trò chuyện để hiểu tâm lý cái người đối diện. Hay quá. Rồi có tật xấu gì không? Tật xấu của em là em ít nói lắm, làm nhiều. Đôi khi người ta nghĩ á, như em ít lãng mạn, nhưng mà đôi thúc thì em cũng rất là lãng mạn. Tại em là một người đọc sách á. Khi có chuyện buồn thì em hay lang thang vô cái nhà sách. Thì bằng cái kiến thức, cái sự hiểu biết của mình, em lên tra Google ha, thì em sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Mời nhà gái. Em là người rất là lì. Em là người rất là lì. Lì hả? Em nghĩ chắc đó cũng là khuyết điểm, cũng vừa là ưu điểm. Em là người kỹ tính, khó tánh, khó chịu. Trời ơi, khó tánh. Khó tánh mà khó chịu nữa hả? Khó tánh, khó chịu mùng lì nữa chứ. Trời. Em trai có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình. Thì cái mối tình thứ hai thì nó sâu đậm hơn một chút. Bao lâu? Cần khoảng 4 năm. 4 năm là cũng sâu đậm đó. Sâu đậm. Nhưng mà lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay dạng như là hai người bất đồng quan điểm với nhau. Hai người không tìm được tiếng nói chung nữa trong tình cảm nữa. Nhưng mà cái người bạn nữ của em á, hay đi làm hay là trễ hẹn nè, hay là như lề mề. Rồi nhiều đôi khi cũng có hay đi nhậu nữa. Tao nói là chửi đó. Chửi luôn á hả? Chửi luôn. Thì em nhịn, chúng em quen nhau được thời gian là 4 năm. Mà cô ta chửi em chỉ có 4 ngày thôi là chia tay. Chửi liên tục 4 ngày luôn? 4 ngày. Chào chàng trai, chửi vậy rồi có ngừng uống nước vậy nào không? Dạ cũng có chứ chị. À tức là cũng có nghỉ vài nhịp đúng không? Đúng rồi, cũng có nghỉ vài nhịp. Tưởng làm la phanh. Rơi vô thời điểm này đó là em phải theo trend để em sẽ không bao giờ hận cô ấy. Người yêu chửi 4 ngày 4 đêm, chửi xối xả 4 tiếng đồng hồ. Thậm chí là cho không cho ăn 4 tiếng, không cho gần 4 thử tiếng. Thử thách. Nhìn ăn thử thách 4 tiếng. Get go. Trời ơi chú Linh ơi, một cái câu chuyện người ta buồn chết luôn rồi. Chú nói là thành một câu chuyện hài. Thôi cho nó vui vẻ ha. Vui vẻ đi, cái gì nó xóa tan đi những buồn phiền đó đi. Nói chung là giờ là vừa là không có cái gì vướng bận đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chào cô gái. Hello. Good morning. Trời ơi trời. How are you? Fine, thank you. Sit down please. Cô giáo dạy tiếng Anh hả? Dạ. Cần Thơ gạo trắng nước trong đó ha. Ủa Cần Thơ mình qua Trà Vinh gần mà. Không gần đâu. Chưa đi Trà Vinh luôn hả? Trời ơi Trà Vinh nó nhiều món ăn ngon lắm. Trời ơi, nói Trà Vinh giống như cổ tưởng đâu, ở châu Phi hay gì đó. Vậy là chắc yêu ít lắm nè, ít có người. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, khoảng 2-3 người. Khoảng 2-3 người hả? Những mối tình của em có cái gì đặc biệt không bé? Dạ, em bị ám ảnh chị. Sao ám ảnh? Vì quen chưa tới năm ám ảnh rồi. Quen chưa tới năm mà ám ảnh. Dạ, tại vì người đó giới tính không có bình thường, cho nên là em cũng bị ám ảnh. Giới tính không bình thường là sao? Là em yêu nam hay em yêu nữ vậy? Em nói chị nghe để dạ chị phân. Là nam, nhưng mà sau này em phát hiện người đó không hẳn là nam. Rồi, vậy em hiểu rồi. Đó là thử thách thôi mà. Bây giờ em muốn có người yêu thế nào nè? Tiêu chí đầu tiên phải là đàn ông đúng không? Dạ, đầu tiên phải nam tính. Dạ, đầu tiên đúng là phải là đàn ông, nhưng mà phải có đạo đức. Có đạo đức. Thứ hai là em muốn người đó có chút tài. Chút tài? Tài ăn nói, tài ngoại ngữ hay tài ca hát, tài lẽ gì cũng được. Rồi, để qua còn hỏi, còn một chút sẽ thử tài bên đó. Quan trọng nhất là người đó không được lùn. Không được lùn hả? Không được lùn. Bên kia quá lùn. Bên đây chị nói thiệt với em có một chút xíu thôi. Chút xíu nữa là tới 2 mét á. Em không thích đi ghĩa đàn ông. Dạ, em không thích nhậu với hút thuốc lá. Nhậu hút thuốc? Bên kia có nhậu hút thuốc không? Không, không hút, không rượu luôn. Dạo nãy tôi mới nghe nói là có đi nhậu đó. Nó nhậu là bạn gái em nhậu. Bạn gái nhậu mới. Bạn gái nhậu mới đau chứ. Mình đi với ai cưng? Dạ em đi với vợ chồng em gái. Chào cô gái. Dạ em chào thì MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào em. Em thấy nhà trai này đáp ứng được nhu cầu của nhà gái không? Ý kiến của em là thấy được. Cao không? Dạ cao. Cao không? Có tài không? Dạ em không biết. Bây giờ anh nói đó.
có bài phán đoán này kia đọc đó. Sách đồ, đọc sách nhiều là ăn nói tốt. Đúng rồi. Viết thư đồ cũng tốt nữa. Đẹp trai không? Dạ có, dạ em thấy hiền. Ừ, cũng thấy hiền đúng không? Rồi được rồi. Rồi bây giờ nè, em trai đi với ai? Dạ em đi một mình anh. Một mình phải không? Có anh lo. Bây giờ em muốn mẫu hình bạn gái như thế nào? Em giữ ba quan điểm không thay đổi. Rồi. Tức là em tìm một người phụ nữ thứ nhất là phải cao. Cao? À, cao, tại em thích cái dáng như người giống như siêu mẫu vậy đó. À, tức là cái người phụ nữ nhỏ con đó thì đối với em không tương xứng. Tức là em thích người phụ nữ cao. Thứ hai là cái người phụ nữ đó là phải chững chạc. Chững chạc. Chững chạc. Đó. Thứ ba nữa là cái người phụ nữ là dạng như phải hiểu một ít về cái người chồng của mình. Cái điều này em rất quan trọng. Ba cái tiêu chí đó không bao giờ thay đổi đúng không? Không bao giờ thay đổi. Rồi chút mở mà rào ra sẽ biết. Tự tìm hiểu luôn. Tự tìm hiểu luôn. Đúng. Mở rào. Mở rào. Đó, qua em đo, em xác định coi có cao không? Mời em ra đo. Đo luôn hả trời? Còn nếu nó không cao, nghỉ chơi, về. Mình xin tặng bạn một món quà. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ tặng anh. Một quyển sổ với một ít kinh Phật. Tại vì em quan niệm á là người ta tâm sinh tướng, tướng sinh tài. Mà tài thì lại sinh tai. Cho nên là... cho nên là em mong muốn là nếu mà người nào mà có cái tâm thiện, tính lành đó thì thường xuyên là niệm Phật để cầu mong được những điều may mắn, tốt lành cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Anh tặng em một cuốn sổ và một cây bút để em tự viết câu chuyện của mình trên đó. Ôi đẹp quá. Em cảm ơn. Rồi hai bạn đo chiều cao gì đó rồi đo đi. À thôi dạ không nhìn được rồi chị. Tiêu chí đó được chưa? Không cao nghỉ chơi về luôn. Mà quan trọng hơn, nhưng mà quan trọng là còn cái tính cách nữa. Ừ rồi. Sẽ thấu hiểu với nhau nữa. Mời hai bạn về chỗ. Em nói em yêu nhầm cái người đồng tính. Anh muốn hỏi em là cái giới tính của em là như thế nào? Em là thuộc cái người led đó, hay là cái người mà dạng như song tính, hay là em là người nữ thẳng? Em là bình thường. Bình thường cái tính em bình thường. Tại vì cái thời điểm em quen người đó em chỉ còn là một cô bé sinh viên. Cho nên là cái kinh nghiệm tình cảm em không có nhiều. Ủa vậy cái lúc mà em quen nhầm cái người bạn nữ đó? Người nam. Người ta yêu con trai. Người nam hả? Người là nam, nam như anh vậy nè. Nam như anh vậy nè đó. Nhưng mà đôi khi ta gặp nhau đó là đại khái vậy. À anh hiểu rồi. Hiểu chưa? Nhưng mà ví dụ bây giờ nếu mà mình quen nhau á, em chuyển công tác của cái nơi em á, em về Trà Vinh em sống được hay không? À, đây cũng là vấn đề rất là quan trọng. Dạ đúng rồi. Tại vì em rất là yêu nghề. Nếu mà đi một nơi khác thì em cũng muốn làm công việc hiện tại của mình. Thì em phải về cái nơi anh ở với anh á, em có đồng ý hay không? Hỏi ngược lại em. Em có thể xin một chỗ cho cô ấy dạy tiếng Anh ở chỗ em được không? Đúng. À. Ở gì? Chú Linh hay quá. Cô ấy chỉ mong muốn được làm nghề thôi. Còn làm nghề ở đâu không quan trọng. Nếu làm nghề mà nơi đó có người mình yêu nữa thì càng tốt. Hiểu không trai? Em hiểu rồi. Nhưng mà em thấy bạn nữ sao thấy yếu đuối quá, như không có tự tin gì hết. Nè, người ta là cô giáo, chưa có đến lúc là phải thể hiện. Em mong muốn điều gì ở bên cô gái nữa? Nói luôn cho hết luôn đi rồi anh giải quyết tiếp. Giờ hỏi như những cái đồng nghiệp nè, những người thân của em nhé. Có luyến tiếc hay là có tiếc nối hay không? Đôi khi dạng như một thời gian em đi nơi khác dạy rồi sao em nhớ nơi cũ rồi em quay về nơi cũ rồi sao? Hả? Thôi em thấy cảm thấy đi xa thì cũng tốt. Nhớ đồng nghiệp bình thường sao? Từ Cần Thơ đi Trà Vinh cũng đâu có xa lắm rồi. Không có xa lắm đó em, đây qua đó khoảng 4 giờ đồng hồ đó em. Ủa em đi sao mà 4 giờ vậy? Từ bên em qua đó em chạy xe hả? Khoảng chừng 175 cây số. Vậy bây giờ hỏi thí dụ như giờ cô gái không thể qua Trà Vinh được. Từ cầu Cần Thơ đi xuống quẹo qua Trà Ôn là tới Trà Vinh rồi, làm gì tới 175 cây như vậy? Không có. Không có anh. Google liền. Tôi đi 30 phút là tới Trà Vinh rồi. Dạ không, trên bản đồ thấy chút xíu nhưng mà thật sự nhóm phóng lớn ra nó cũng dài lắm anh. Em nghĩ sao từ đây xuống Cần Thơ 180 cây số? Google Map liền. Hay là hồi đó em đi cái đường Vĩnh Long đó. Em qua cái cầu Mỹ Thuận á. Em qua cầu Mỹ Thuận rồi em mới qua được Cần Thơ. Em có qua Cần Thơ chơi lần nào chưa? Ngày hôm qua cũng 4 lần rồi anh. Anh có bạn bè người thân ở Cần Thơ không em? Không em, hình như là anh không có người bạn nào ở Cần Thơ cho em. Giờ có Cần Thơ nè, bạn có, Cần Thơ có nè. Có bạn rồi đó là gì? Em có mong muốn qua Cần Thơ chơi mỗi tuần không? Qua Cần Thơ chơi mỗi tuần á. Vậy bây giờ anh hỏi em á, dạng như bây giờ em có thích như vậy không? Nếu mà sắp xếp được thì em sẵn sàng chào đó. Để em suy nghĩ lại rồi, nhưng mà em thấy bạn nữ thấy sao ha? Hình như không có tự tin cho lắm.
Tại nãy giờ người ta chưa hỏi á, người ta toàn trả lời không à. Có lẽ là đôi khi là mình hỏi nhiều quá mình lúng túng, thành ra đôi khi mình mất tự tin hơn nhà gái luôn á. Could you introduce yourself in one minute, please? Không em, anh không cần tiếng Anh em. No speak English. Ok. Bây giờ tức là bây giờ em cứ thoải mái đi, em rồi. Cứ trò chuyện đi. Anh có thể hát tặng em một bài được. Cái đó là cái điểm yếu của anh á. Thật sự anh hát rất là tệ, anh không biết hát. Thì em hát trước đi. Em cũng tặng cho anh với quý vị đang xem chương trình một bài hát của nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn, Chuyện Tình Thứ Nhất. Hay quá, em đứng lên biểu diễn cho anh thấy tự tin nào. Chuyện mình quen nhau thuở xưa, em và anh học chung lớp, biết nhau khi còn thơ, em chưa đầy 15, anh 16 tuổi đời. Nhớ tan trường đón, anh thường ra trước, dìu em qua sân nắng, nhặt trái mùng tới chín, cho em nặng làm mực, viết nên dòng chữ nhòa, chưa biết nghĩa yêu đương. Mặt học trò còn in nét thơ ngây. Tình thương nhất và từ lâu cắm nến, lê bước cô đơn, lê chân buồn cỏ dại, màu tím mùng tới, mang hoa nở trắng cuối mùa, tình yêu hẹn hò. Hay quá luôn. Quá hay. Tự tin nằm ở chỗ đó đó. Tự tin chưa em? Tự tin chưa? Nhưng mà em thấy là em chưa cảm nhận được gì về bạn gái. Em chưa cảm nhận được hả? Nguyên trường quay người ta cảm nhận được hết luôn đó. Không, bây giờ em phỏng vấn anh đi. Em muốn hỏi về em phỏng vấn anh đi. Ba mẹ anh khó không? Không, anh thật sự anh chia sẻ là anh đã tự lực từ sớm rồi. Anh ra đời sớm lắm. Không, anh theo quan điểm của cái người phương Tây á, ba mẹ anh sống thật sự là anh sống anh không có gia trưởng gì hết. Ba mẹ anh cũng không có gia trưởng. Ba mẹ để anh tự quyết định hết. Thật sự anh cũng có mời ba anh, nhưng mà ba anh bảo con hãy cứ tự tin lên mà đi. Và cái quan trọng là như ví dụ bây giờ em cũng muốn xa quê để đi dạy học không? Dạ, dạy học thì ở đâu nó cũng như nhau thôi anh. Quan trọng là em có xin được việc làm, xin được trường cho anh ta dạy không? Xin được thì xin được á, nhưng mà đôi khi là cái môi trường mới dường như là em không có hợp á, là như khi em đôi khi em nản rồi nữa rồi sao? Anh em mâu thuẫn quá. Sao mà biết tao không hợp? Ở trong chỗ dạy thì chỗ nào cũng như nhau, phòng nào cũng như nhau, học sinh như nhau. Nhưng quan trọng về đó có ai cùng kề vai sát cánh để người ta tự tin hay không thôi, là do người đàn ông hết trơn á. Cái quan trọng là em có đủ sức làm cho người ta đi về Trà Vinh người ta sống hay đúng không? Đúng rồi. Bản lĩnh mình ở đâu? Anh sẽ xin cho em việc làm, anh sẽ lo cho em hoàn toàn. Em chỉ có việc đi dạy thôi, mọi thứ để anh lo. Em cứ thử nói thế đi, người ta sẽ tự tin ngay, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em là thật sự là em thấy bạn nữ này không có tự tin à, dạng như không có. Thôi hỏi nghỉ. Rồi thôi được rồi. Nãy giờ thấy như là cái sự trống rỗng ha. Bởi vì nãy giờ mình nói chuyện cũng rất nhiều rồi mà chàng trai cũng chưa nhận ra điều gì cả. Mình quyết định thôi. Ừ, rồi. Vẫn là làm thủ tục đưa tay vào nút bấm. Ừ. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Thật ra là chúng tôi cố gắng nói để các bạn hiểu nhau hơn, như mà chàng trai đã suy nghĩ như thế rồi. Cái nhất là ba cái tiêu chí chàng trai là không có hoàn thành rồi. Dạ vâng ạ. Và nãy giờ nói chuyện, nãy giờ anh cố gắng làm thật nhiều, nhưng em cuối cùng em cũng thấy có trống rỗng, không có gì hết trơn á. Tóm lại là các em không có hợp nhau, đúng chưa? Dạ chắc là như vậy anh. Chắc chắn là còn chắc gì nữa. Em có suy nghĩ gì không? Em cũng muốn nói gì không? Tại vì em đã bỏ lỡ chương trình cũng 3 năm rồi. 3 năm trước chương trình có gọi cho em một lần, em không sắp xếp được công việc. Lần này em lại bị thuyết phục em đi được. Nhưng mà em lại gặp người không phải như là cái mô phỏng ban đầu mình ước muốn. Cho nên em cũng lấy làm tiếc. Không sao cả. Rất là nhiều người xem chương trình này, họ xem được và họ sẽ thấy được em là một cô gái như thế nào. Biết đâu đó trong những cái người xem đó có những người phù hợp với em, họ sẽ chủ động liên hệ với chương trình để xin số của em. Chúng tôi chỉ giới thiệu những tính cách của các bạn trên sân khấu này, biết đâu sẽ hợp với tính cách nào đó ở ngoài kia.
chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Đi bên này, đi bên này đi. Ôi thôi, tình yêu là như vậy đó. Tình yêu vô cùng khó khăn nếu chúng ta không hiểu nhau. Vậy thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết mức có thể để kết nối những mảnh ghép đâu đó trong cuộc sống mà họ chưa gặp nhau, nhưng đôi khi ghép lại họ cũng không hợp với nhau. Rất tiếc điều đó, ngày hôm nay là một ngày không may mắn lắm. Hy vọng rằng tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau và có nhiều may mắn hơn nữa. Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có 3 mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì... Dạ, thấy trời chưa? Ơi, xứng lứa vừa đôi. Và người đạt giải không? Cũng môn đang hổ đối tôi. Em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện, em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Anh thấy là ngược đời em rồi đó. Anh trai. Ngồi đi anh trai. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Trước tiên xin phép cho em gửi chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên cùng chơi. Và xin chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay và trên màn hình nhỏ. Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày thật là nhiều năng lượng ạ. Hay quá. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hữu, hiện tại 25 tuổi, quê quán là ở Bình Thuận. Và với công việc hiện tại của em là một MC cũng như là một voice talent. Và ngoài ra em còn đang đào tạo về mảng truyền về giọng nói truyền cảm, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh và khán giả đang ngồi ở khán phòng. Dạ, em tên là Nguyễn Ánh Phượng, em năm nay 23 tuổi. Công việc hiện tại của em là một người mẫu tự do với quán gốc của em ở Đà Nẵng. Điểm mạnh, điểm yếu của Trọng Hữu là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì như cả nhà mình đang thấy là em có thể chơi guitar, có thể hát. Cũng như là về tính cách thì em chịu khó, với lại nhẫn nại. Thì nhược điểm của em là cái tính em lại hay quên một chút. Với lại con trai mà thì cũng có một chút gì đó nó hơi buồn buồn. Thì hy vọng rằng là bạn nữ bên kia sẽ là phép cộng cho cái nhược điểm của em. Dạ. Rồi vậy thì mình hãy nghe về ưu điểm, nhược điểm của bạn gái, cô có thể bù trừ được hay không nha. Ưu điểm của em thì em đã quyết tâm làm được cái gì đó thì em sẽ cố gắng hết sức để em làm. Nhược điểm thì chắc là nóng tính. Nhưng mà khi nóng tính thì em sẽ thích ở một mình để em không muốn là lây truyền cái cảm giác tiêu cực cho những người xung quanh em. Trời, cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Bây giờ mình nói sơ cho nhà gái nghe cái đường tình duyên của mình đi, Trọng Hữu. Dạ, thì hiện tại thì em vừa trải qua một mối tình vào năm đại học. Do hai đứa sau khi mà ra trường thì mỗi đứa làm một hướng, mỗi ngành khác nhau. Nên dần rồi cũng hai đứa thì cũng dừng lại do hết duyên ạ. Đường tình duyên của mình như thế nào cưng? Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có 3 mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì tụi em quen nhau được 1 năm hơn. Thì sau đó thì vì một lý do gì đó, có thể là tự em cảm nhận, chắc là vì ảnh về gia đình hoặc là vì ảnh muốn cố gắng nhiều hơn cho công việc của ảnh, cho nên là ảnh quyết định chia tay em. Lúc nào em cũng là người để làm hòa hết. Lúc nào em cũng là người nhẫn nhịn. Anh cũng quan tâm, anh cũng chăm sóc em. Nhưng mà tại vì không có một cái lý do chính đáng nào cả, cho nên là em cũng có một cái gì đó gọi là tiếc nuối ha. Rồi vậy thì mình nói luôn về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Thì chắc là kiểu ân cần, ấm áp, yêu thương, quan tâm em thật lòng, quan trọng là chân thành với em. Rồi còn điều gì mà em không thích? Có thể là gia trưởng và vũ phu. Dạ, chào chị. Chào em. Dạ, chị cảm... nghe cái giọng em là nó quen dữ lắm. Em có hay làm những cái clip ở trên TikTok không? Dạ có. Hèn gì, giọng đẹp quá trời luôn. Dạ, cảm ơn chị Lan nhiều. Giọng bên đây rất đẹp, mặt rất đẹp, bên kia giọng cũng đẹp, mặt cũng rất là đẹp luôn. Hai bạn giống như sanh ra là dành cho nhau vậy đó. Có gia trưởng không em? Dạ, em thì không có gia trưởng chị. Có vũ phu không? Dạ, không luôn. Em nói một cái, em dạ. Có một cái là chị mời em xuống dưới liền. Dạ, em ngoan, em hiền lắm chị. Chị đùa thôi. Dạ. Vậy thì còn em thì sao? Tiêu chí của mình có cái gì? Thì em nghĩ bạn nữ cao, xem vai em là được rồi. Với lại về cái tính cách thì em chỉ cần bạn đó hiểu chuyện một chút, biết chia sẻ là được. Hình như bé em có, em đã đạt được cái danh hiệu gì rồi đúng không? Dạ, có. Em đã từng đạt
danh hiệu đại sứ miền Trung của cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2021. Trời ơi, dữ dằn quá. Profile khủng. Bên đây cũng đạt được nhiều danh hiệu chứ bộ. Em thì lúc mà còn sinh viên thì em được giành quán quân của bên MC của Việt Five, với lại em giải nhì trong cuộc thi thuyết minh cấp tỉnh. Thấy chưa? Trời ơi, xứng lứa vừa đôi. Ba người đạt giải không? Cũng môn đang hổ đối, tôi coi mắt nhà gái thôi. Xin chào chú. Dạ con, dĩ nhiên là của người mẫu xinh đẹp rồi. Có thích làm MC không? Dạ thích. Đóng phim không? Dạ. Đó. Nói chung là làm nghệ thuật là làm bạn nghệ thuật thích. Rất là nhiều lĩnh vực ở thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển. Dạ. Biết đâu hai đứa lấy nhau thành danh luôn sao? À. Bạn nam bên kia cũng rất là nghệ sĩ. Mà thường quen nghệ sĩ với nhau là mệt mỏi lắm. Có ghen không? Dạ không. Không ghen. Con không ghen. Không ghen là không có yêu quá nha. Ủa sao vậy? Đâu phải là cứ ghen là yêu đâu chị. À đó. Không có ghen được rồi. Chàng trai bên kia có ghen không? Dạ ghen thì chắc chắn là có, nhưng mà mình phải tùy vào từng trường hợp chứ. Mình không thể nào ghen bậy bạ được anh. Đó. Rồi. Hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình à. Rồi. Ba mẹ quê. Không sao, có anh Quyền Linh. Có cái đàn guitar không sao cả. Em gái đi với ai cưng? Em cũng đi một mình. Rồi. Rồi, có chị Ngọc Lan. Một mình ta với một mình bạn ơi. Bây giờ mở rào. Các bạn tự chủ động trong công việc đi, rồi mình thể hiện tất cả tài năng của mình cho nhau nghe, để chinh phục đối phương nhé. Hôm nay mình đến chương trình có món quà tặng vậy. Em được cuốn sách. Tặng cuốn sách gì vậy em gái? Ừ, dạ em tặng quyển sách Luật Tâm Thức ạ. Vũ trụ hôm nay đã sắp đặt chúng ta gặp nhau. Thì xa nhau cũng là duyên phận, mà gặp nhau cũng là duyên phận. Phận làm con gái. Duyên phận đó. Sao? Dạ, tự nhiên mà, gặp bạn nữ em thấy rung quá, đẹp quá. Lần đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Wow, người mẫu mà. Dạ. Là trong tuần là thường là Phượng rảnh vào khi nào? Cái này cũng không rõ, tại vì lịch làm việc của em thì không có một cái lịch cố định. Thì với anh thì cái tính chất công việc của anh thì nó cũng hay đột xuất đó. Thì nhưng mà Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Trời ơi. Thì không biết là Phượng có thích ăn pizza không? À, dạ thích. Vậy là mình cùng chung sở thích. Lát nữa nếu mà được thì Hữu mời Phượng đi ăn pizza nha. Dạ. Sở thích thường của Phượng vào lúc rảnh là gì nha? Em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Anh thấy là ngược đời em rồi đó. Lạ vậy ta? Có lạ ha? Có ngủ nghe sợ khó không ngủ được luôn. Quan điểm của anh à, trong tình yêu thì anh chỉ cần hai yếu tố thôi. Một là chung thủy, thứ hai là cần có cái tính kiên trì, nhẫn nại. Mình bao dung cho nhau thì mình sẽ có thể vượt qua được. Ở đâu cũng được, ở chung cũng được, hoặc là ở, nhưng mà anh lại thích ở riêng hơn. Thì anh nghĩ rằng là ở riêng nó sẽ tốt hơn. Thì không biết là với quan điểm của Phượng trong tình yêu là như thế nào? Khi yêu em sẽ tạo cho người ta một cái cảm giác gọi là thoải mái. Em không có kìm cặp hay là như thế nào cả. Tại vì đối với em, quan điểm trong tình yêu là khi mà em yêu ai thì em sẽ cho người ta được sự tự do. Đó mới gọi là yêu. Hay quá. Còn trong chuyện gia đình thì em cũng thích ở riêng. Thì công việc của mình nó sẽ ok hơn, nó sẽ thuận lợi hơn. Anh thấy nếu như mà Phượng thì Phượng nghĩ thế nào về chuyện tiền bạc? Em sẽ không có thích kiểu em sẽ giữ của chồng hay là như thế nào cả. Thì mỗi người đều có cái thoải mái riêng. Tại vì em là một người rất là độc lập. Tại vì bản thân của mình còn không lo được thì mình lo được cho ai? Hay quá. Với anh thì chuyện tiền bạc thì anh thoải mái lắm. Nhưng mà anh nghĩ rằng là người phụ nữ có một cái thiên phú rất là hay, là giữ tiền rất là giỏi. Và cũng như là biết được lúc nào mà cần đầu tư để phát triển về tiền. Thì anh thấy là phụ nữ rất là hay. Nên chuyện tiền bạc thì anh nghĩ rằng là sau này nếu mà về chung nhà thì anh sẽ nhường cho vợ giữ hết. Còn về sự nghiệp thì trong tương lai anh muốn là khoảng 3-4 năm nữa anh sẽ có một cái trung tâm về đào tạo. Rất rõ ràng về quan điểm.
Hai bạn này làm cho mình khỏe quá ta. Đúng rồi. Mình không cần phải làm gì hết. Thoải mái chia sẻ và biết cách để chia sẻ với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn. Giao lưu âm nhạc đi. Đúng rồi. Bây giờ chồng Hữu có thể đàn cho bạn gái hát và bạn gái cũng thích hát đó. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát mà em sáng tác, tại vì em cũng rất là máu nghệ sĩ. Bài hát này em sáng tác được mang tên là Lời Anh Muốn Nói. Xin gửi đến bạn nữ cũng như là tất cả quý vị ngày hôm nay. Và lời anh muốn nói với em là, là tình ta sẽ mãi không phai nhòa. Dù đời phong ba ngàn giang lao, tình ta mãi như vậy. Chỉ cần trái tim ta có nhau. Và lời anh muốn nói với em là, và sẽ chẳng hứa những điều xa vời. Ngày chiều buồn xuân bàn tay vẫn giữ chắc năm không buồn. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Dạ xin hết ạ. Em xin phép mới gửi đến tỉnh Nam cũng như khán giả ở đây một ca khúc mang tên là Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring see like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me. Em xin hết ạ. Trong hồi cuối tiến tới ha, chúng ta nắm tay bạn gái. Hai người đứng kế với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu cảm xúc chút xíu. Nắm tay nhau nào. Hai bạn cầm xin phép nắm tay Phượng nha. Tay ấm quá. Anh thật sự là không phải là một người quá lãng mạn, nhưng mà nếu như em cần một người chín chắn, bản lĩnh để mà chăm sóc cho em thì anh có thể làm được. Chuyện tình cảm của em nó không có được may mắn, cho nên là em chỉ mong gặp được một người thật sự thương em, mang những cái cảm giác, cảm giác ấm áp nhất tới cho em. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Thời gian đủ để các bạn cảm nhận xem người này có hợp với mình hay không. Nếu hợp, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, bấm ngay cái nút đó để chúng ta tiến xa hơn, tìm hiểu nhau, hẹn hò nhau. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ cảm ơn. Cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chị. Trời ơi, tình như tôi thấy bên đây còn màu xanh, tôi hết hồn luôn á. Chúng ta hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mình hãy nhìn thẳng vào ống kính ha, xem như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình. Mình xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau. Dạ, con là chồng Hữu. Hôm nay có dịp là cái cơ duyên để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì ngày hôm nay gặp được Phượng cũng là một cái duyên rất là đẹp. Thì con xin phép gia đình bên nhà Phượng thì xin phép cho con được quen Phượng. Thì trong tương lai con không hứa trước điều gì cả, nhưng mà nếu như hai đứa con cảm thấy đủ vững chắc, đủ tin tưởng nhau, có thể là sẽ có một cái đám cưới rất là đẹp. Đây là món quà dành cho các bạn. Rồi, xin chúc mừng hai bạn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Rồi, các bạn đi đường này nè. Đi đi, chị Lan cầm đồ cho. Trời, bắt rễ có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Bà thương con quá, sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Dạ. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên nhiều khi phải cái cần những người biết anh nói này kia, cư xử cho nó đúng mực. Gia đình em thì rất là dễ. Ở mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Nãy giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn á. Trai,
Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên Đỗ Quang Hải, sinh năm 1983. Nghề nghiệp hiện tại của em là đang mở gara ô tô tại nhà. Nhà em ở Biên Hòa, Đồng Nai. À, ở tại biên thành phố Biên Hòa luôn hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 83. Em thì chuyên buôn bán nhưng mà bây giờ thì đang là tự do. Tự do là... Trước dịch đó thì em làm ở trên này. Nhưng mà từ hồi dịch tới giờ thì tạm ẩn về quê. Dạ, tức là giờ mình đang nghỉ ngơi đó hả? Dạ, đang nghỉ ngơi. Em bán gì vậy? Dạ, trước đây thì em làm cà phê Visa. Rồi giờ về quê mình về đâu? Dạ, em về Cần Thơ anh. Trời đất, xa vậy. Em có ý định là lên lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc không? Dạ có anh, em đợi dịch nó ổn ổn xong đã rồi. Nói chung là ba má em cũng ổn ổn xíu rồi em đi. Thật ra dịch thì ổn rồi đó. Ừ, dịch ổn rồi đó. Dạ. Em về Biên Hòa mở pizza cà phê được không? Dạ, dạ tùy anh ơi. Tại vì thuê đâu cũng được mà đúng không? Dạ đúng rồi. Đường tình duyên của Hải sao nè? Dạ em đã trải qua 2 mối tình. Thì mối gần đây là hết năm, quen 5 năm. Bên kia thì con gái một á, nên muốn bắt rẻ. Nhưng mà bên nhà, bên đằng bố em nên người Bắc. Thì không có chịu, sợ mình khổ này kia, không chịu. Trời, bắt rễ có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Ba thương con quá, sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Mối tình trước dài không Hải? Tình trước là học sinh. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì? Em điểm mạnh thì nói chung là chăm chỉ trong công việc, biết nấu ăn, không hút thuốc, không có nhậu nhẹt gì hết. Còn điểm yếu thì nhiều khi mình làm riết cũng không mình không có tự nhận xét cái điểm yếu của mình được. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái hãy chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là cũng rất là thích công việc. Đôi khi là cái công việc mình mê công việc nhiều quá, nhưng đó cũng là một điểm yếu của mình đó. Làm cho mình không có thời gian để làm một cái gì đó. Không có làm gì được cho bản thân mình. Dạ, thậm chí là cho gia đình của mình cũng không có luôn. Đường tình duyên của mình sao? Chắc có lẽ là cũng hơi lận đận. Nói để chính thức thì chắc khoảng là 3 thôi. Trời, còn không chính thức là bao nhiêu? Trời ơi, chị biết làm sao không? Tại vì con gái mà tới này mà kêu là không có người để ý thì chắc có lẽ là rồi. Cho nên là để mà xác định được mối tình gọi là chính thức á, thì nó cũng phải như thế nào mình cứ gọi là chính thức. Trời đất, cơ vậy tìm hiểu dữ lắm nghe. Bên đây thú vị lắm. Em ơi, em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể diễn tả chi tiết coi thấy giống bên đây không? Em thì cũng đơn giản anh Linh. Em muốn người bạn nam của em thì cũng nói là, nói chung là cũng chăm chỉ trong công việc, nói chung là biết việc. Đây là quá chăm chỉ rồi đó. Dạ, như bạn nam bên đó nói thì cũng biết nấu ăn một xíu. Em cũng thích. Rồi gì nữa? Vui vẻ là được rồi anh. Biết trên biết dưới là được. Giờ mình có nhu cầu quen bạn trai cao nhiêu không? Cái ngoại hình thì không có cần thiết đâu chị. Tại vì bề trên cho sao nhận vậy rồi. Trời ơi, quá trời dễ dàng rồi. Bây giờ mình quen bạn gái á, mình có nhu cầu về bạn gái như thế nào? Dạ thì nói chung là biết ăn nói, nói chung là lễ phép với tại vì bên đây bên nhà em là gốc Bắc. Dạ. Nên ba rất kỹ về mấy cái anh nói đó, tại vì em lại là cháu ít tôn á, là con trưởng ở trong tộc á. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên nhiều khi phải cái cần những người biết anh nói này kia, cư xử cho đúng mực. Công việc thì không có quan trọng, làm sao cho bố mẹ em hài lòng vui vẻ được. Vậy giờ có phụ huynh đây không? Dạ hôm nay nhà đang làm giỗ nên rất là quan trọng, giỗ của bà nội á, nên nhà không có đi kịp. Thôi nay nếu cố gắng bấm nút kia mình về ăn đám giỗ luôn ha. Ừ, xong dẫn bạn gái về ăn đám giỗ luôn, được không? Dạ đó, tôi được mời anh chị về. Rồi, khỏe. Dạ rồi, mình đi với ai? Em đi với chị gái. Dạ em xin chào mọi người ở trường quay. Mình là chị em kết nghĩa với em Hồng Tư 15 năm. Thì 15 năm thì mọi người biết là Tươi sống rất là tình cảm, sống có trách nhiệm với gia đình, rất là ok. Chị thấy em trai bên này cũng là ok về kinh doanh, cũng hai em cũng hợp. Thì mong hai em cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi, để xem mặt nhà gái đó coi.
Nền nã xuất hiện với một cái trang phục như thế này là thấy thích rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Dạ. Rất là nền nã đúng rồi. Mình đã trao đổi hết rồi, hai bên nghe cảm nhận về nhau hết rồi. Điều quan trọng mình mở rào ra hai người trò chuyện với nhau thôi nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Hải. Đến với chương trình gấp quá nên cũng không có chuẩn bị gì nên tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng không có gì, không biết anh thích gì và như thế nào. Không chết, anh ơi rớt rồi. Không biết anh như thế nào và thích gì cho nên là hy vọng là anh thích. Cảm ơn. Vậy nãy giờ nói chuyện ở bên đó thì em nghĩ sao về cho anh một cơ hội để mình có thể gặp nói chuyện? Nếu có thể thì mình nên cho nhau một cơ hội. Ở ngoài đời thì sẽ thực tế hơn, em nghĩ là vậy. Có khi nào mà em có hay lên thành phố chơi không? Em trước đây á, là em đã ở trên này thời gian khá dài. Em mới về dưới quê được khoảng 6-7 tháng này thôi. Vậy có gì chút nếu mà có gì thì về nhà năm vô cùng với gia đình. À dạ, nếu có thể ạ. Rồi, bây giờ nè, cái điều kiện hẹn hò các bạn thế nào các bạn tự trao đổi đi. Bây giờ một người ở Cần Thơ, một người ở Biên Hòa đó. Chắc để tí nữa có gì ra ngoài nói riêng. Không, giờ bàn luôn đi. Gấp lắm, gấp bóng nút, đang về đám giỗ. Đây là một cô gái là làm ăn nè, rồi nói chung là tự lập. Anh lấy vợ á, là cái người vợ của anh là có vẫn còn được duy trì công việc riêng hay không? Hay là chỉ có ở nhà làm dâu thôi? Dạ, cái đó là vẫn giữ công việc riêng như đâu quan trọng thôi ạ. À, làm dâu ở nhà anh có khó không? Không, tại vì gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Nãy giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn á. Sợ về lần dâu nấu, đám giỗ nấu một cái là ê hề là không. Nói chung là cô dâu là không có thấy mặt mũi luôn á. Trời ơi, mình mà về đám giỗ dưới quê nọ mà rửa chén không cũng mệt nữa. Đừng nói chi làm gì. Hai bên hỏi nhau coi khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được chứ. Không, cái này là phải... Là... Người ta muốn bàn riêng. Trao đổi riêng mới được. Thôi vậy hai đứa bấm nút coi có bấm nút không bàn riêng đi ha. Nói chung là giờ chỉ muốn bấm nút thôi đúng không? Dạ. Yeah. Theo em thì bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là mình hợp nhau rồi mình nói chuyện như thế nào thôi. Coi mình có đến được hay không thôi. Em có muốn làm dâu Biên Hòa không? Nói chung làm dâu á, nếu như mà cả hai bên đều hợp nhau rồi thì ở đâu cũng không quan trọng anh à. Em có muốn lấy vợ liền không? Dạ rất muốn. Bây giờ em thấy cô ngồi phía trước á như thế nào? Thì cũng như cái mong muốn mình tìm á. Bây giờ Hải tới, hãy nắm hai tay của tôi ha. Dạ, dạ. Con nó còn phải nhìn thẳng vô mặt coi. Em hỏi anh nè, nếu mà gia đình anh có khó quá như vậy, anh có vượt qua được rào cản đó? Anh Đô là bên em thôi chứ còn gia đình thì tất nhiên vẫn tôn trọng ý kiến của anh. Tôi hát một đoạn nào đó cho Hải nghe. Em hát dở lắm, đợi nghe anh nghe đỡ. Kệ nó, hát đi. Dám đụng gái còn thơ hát hay lắm đó, giỡn hoài. Hát bài chiếc nếu áo. Nếu sau này người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh dấu muộn màng. Biết anh yêu người đó rất nhiều, em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim anh giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Thấy chưa? Thấy chưa? À, những điều nói thì mình đã nói. Bây giờ thì chúng ta chỉ có việc là làm theo những gì con tim mình mách bảo thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau được rồi, chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Nắm dạ đi nhịn gì nữa trời. Chúng ta đang nắm dỗ thôi. Mình đã chính thức hẹn hò với nhau, giờ mình gặp riêng được rồi đó. Dạ.
chúc cho hai em sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và sớm sẽ yêu nhau thiệt là nhiều luôn. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Rồi giữ lấy tất cả những kỷ niệm đó, hãy chăm sóc để những kỷ niệm đó nó thăng hoa trở thành một tình yêu đẹp các bạn nha. Hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được tin vui của hai bạn.